Đại sư Vĩnh Gia có nói, quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vọng tưởng đã sạch, thì còn cầu chân gì nữa? Khi ngồi kiết già, xin nguyện chúng sinh, căn lành kiên cố, đắc được bất động. Khi ngồi kiết già, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, căn lành vững chắc, đắc được bất động, tức cũng là chẳng thay đổi sự tu hành. Khi Phật Bồ Tát hiện tướng ngồi thiền định, thì đều ngồi tư thế kiết già, tức cũng là tòa bồ đề. Tu hành thiền định, xin nguyện chúng sinh, dùng định phục tâm, rốt ráo hết tập. Khi tu hành thiền định, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, dùng định lực để hàng phục tâm, mới hết dư tập, tức cũng là chẳng còn tập khí ma bệnh nữa. Tôi thường nói, tánh định ma phục triều triều lạc, vọng tưởng bất khởi, xứ xứ an. Khi tánh định, thì mới hàng phục được thiên ma ngoại đạo, ngày ngày đều an vui. Nếu chẳng khởi vọng tưởng thì đến đâu cũng đều an ổn, tuyệt chẳng có phiền não. Nếu tu chỉ quán, di nguyện chúng sinh, thấy lý như thật, vĩnh viễn không tranh. Nếu như khi tu hành chỉ quán, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh thấy được lý chân thật, vĩnh viễn không tranh. Tôi Hoằng Dương Phật Pháp ở Mỹ, chỉ có một pháp bảo, tức là vạn sự đều ok. Chẳng tranh danh, chẳng tranh lợi, chẳng tính toán ta người, tất cả đều buông xả. Chẳng tranh với người, hòa bình tương xứ, đây là tông chỉ của tôi. Khi xả kiết già, xin nguyện chúng sinh, quán các pháp hành, quy về tan diệt. Khi xả kiết già, thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, quán giác các pháp hành vô thường. Phàm là pháp do nhân duyên sinh ra đều là vô thường, cứu kính đều quy về tan hoại diệt vong. Bảy nguyện ở trên là nguyện phát ra khi ngồi thiền quán. Phát nguyện mới sinh tâm bồ đề, mới có thể giáo hóa chúng sinh, mới có thể từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng để phổ độ chúng sinh. Khi hạ chân xuống, xin nguyện chúng sinh, tâm được giải thoát, an trụ chẳng động. Khi ngồi thiền xong, cất chân xuống thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh, tâm được giải thoát, tự tại, chẳng có chấp trước. Trụ ở trong định an ổn, đi đứng nằm ngồi, tâm chẳng lay động, chẳng động, tức là chẳng khởi vọng tưởng, chẳng khởi niệm tà. Khổng Tử nói, tôi 15 tuổi trí tâm việc học, 30 tuổi đã vững, 40 chẳng còn mê hoặc, 50 biết mạng trời, 60 nghe thuận, 70 tùy tâm ý muốn. Đây là ý nghĩa an trụ chẳng động. Phật giáo nói, như như bất động, rõ ràng, sáng suốt. Chân chánh không động thì đắc được trí huệ chân chánh, đắc được trí chân thật thì chẳng còn điên đảo mộng tưởng. Trước kia có vị tu hành đi tham vấn thiện tri thức để cầu giải thoát, tham vấn nhiều nơi nhưng chẳng được giải thoát. Một ngày nọ, ngài tham vấn một vị minh nhãn thiện tri thức, thỉnh khai thị, bèn hỏi, đại lão hòa thượng, tôi làm thế nào để được giải thoát? Vị lão hòa thượng nghe rồi bèn nói, ai trói ông? Ngài nghĩ, ồ chẳng có ai trói con mà. Lão hòa thượng lại nói, tất nhiên chẳng có ai trói ông thì sao lại đi khắp nơi tìm giải thoát? Ngài nghe bèn hốt nhiên đại ngộ, nguyên lai là như thế, do đó phá tan đen tối đắc được giải thoát. Nếu cất chân lên, xin nguyện chúng sinh thoát biển sanh tử, đủ các pháp lành. Nếu như khi cất chân lên, đi thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh đều thoát khỏi biển khổ sinh tử, đầy đủ tất cả pháp lành, tức cũng là pháp năm giới, mười giới, ba học, sáu độ, vân vân. Khi xuống giường thì nên niệm, từ sáng sớm cho đến tối, tất cả chúng sinh tự về hộ. Nếu lỡ mất mạng dưới chân tôi, nguyện lập tức sinh về tịnh độ. Cho nên tỳ kheo đi đường chẳng đạp lên cỏ xanh, sợ rằng dẫm đạp lên chúng sinh, đây là biểu hiện thương xót chúng sinh. Nếu mặc quần dưới, xin nguyện chúng sinh mặc các căn lành đầy đủ hổ thẹn. Khi mặc quần thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh bảo vệ căn lành của mình mới đầy đủ sự hổ thẹn. Hổ là mình chẳng làm ác, thẹn là chẳng kêu họ làm. Nếu chẳng mặc quần thì chẳng biết hổ thẹn. Khi cột y áo, xin nguyện chúng sinh kiểm thảo căn lành, đừng để mất mát. Khi cột y áo đều phải ngay ngắn, sạch sẽ mới hợp với oai nghi, khiến cho người thấy mà sinh cung kính. Lúc này cũng phải phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều kiểm thảo căn lành của mình, gieo trồng có tăng trưởng hay không, đừng làm cho nó mất đi. Nếu mặc áo trên, xin nguyện chúng sinh
được thắng căn lành đến bờ bên kia. Khi mặc áo trên thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh được căn lành thủ thắng tu sáu độ viên mãn thì đến được bờ niết bàn bên kia. Khoác tăng giả lê, xin nguyện chúng sinh vào vị bậc nhất được pháp bất động. Khi mặc đại y cà sa thì nên phát nguyện, nguyện tất cả chúng sinh đều vào quả vị Phật, chứng được pháp bất động, tức cũng là định mà trụ ở tịnh độ thường tịch quang. Sáu nguyện ở trên là nguyện phát ra khi mặc y phục. Người xuất gia mặc y áo chỉnh tề phải sạch sẽ, vì đó là đại biểu cho Phật giáo. Nên thầy khác phải chú ý đừng để mất oai nghi, không mặc đồ lòe loẹt hoa hòe mà giữ trung đạo, khiến cho người sinh tâm kính trọng, như vậy mới chẳng mất giá trị của tỳ kheo. Tay cầm cành dương, xin nguyện chúng sinh đều được diệu pháp rốt ráo thanh tịnh. Khi tay cầm cành dương liễu thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều đắc được pháp không thể nghĩ bàn, tương lai đắc được thanh tịnh. Cành dương hay khiến cho chúng sinh cấu bẩn tiêu trừ, rốt ráo thành tịnh. Cành dương có 5 ý nghĩa: 1. Mắt sáng. 2. Trừ đàm. 3. Trừ miệng hôi hám. 4. Biện vị. 5. Tiêu thực. Vì cành dương có tánh đắng cho nên có tác dụng tiêu đàm. Dương có 4 thứ: dương nước, dương trắng, dương đỏ và dương vàng. Hiện tại dùng cành dương đa số là dương liễu, còn gọi là tiểu dương. Khi nhai cành dương, xin nguyện chúng sinh tâm điều thanh tịnh, nhai cắn phiền não. Khi nhai cành dương thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh trong tâm điều hòa thanh tịnh, nhai nuốt hết tất cả phiền não. Trong kinh Tỷ Ni Mẫu có nói không nhai cành dương có 5 lỗi: 1. Hơi miệng hôi hám. 2. Trong cổ họng chẳng sạch. 3. Đàm nghiện túc thực, phong lạnh chẳng tiêu. 4. Chẳng nghĩ ẩm thực. 5. Tăng thêm bệnh mắt. Đây là nói nhai cảnh dương có công dụng tiêu thực hóa đàm. Trước kia ở Trung Quốc, trong các chùa lớn còn giữ phong tục tập quán nhai cảnh dương. Gần 100 năm nay mọi người quên đi phong tục xưa. Khi đại tiểu tiện, xin nguyện chúng sinh bỏ tham sân si, quét sạch tội pháp. Khi đại tiểu tiện thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh xả bỏ tham sân si ba độc, chẳng luyến ái nữa, quét sạch tất cả tội pháp. Tội pháp giống như đại tiểu tiện, thời khắc phải tẩy trừ. Hay bố thí thì chẳng trộm cắp, cho nên không tham lam. Hay từ bi thì chẳng giết hại, cho nên không sân. Có trí huệ thì chẳng dâm, cho nên không si. Do đó, trong kinh Niết Bàn có nói, trong các thứ độc, chẳng gì hơn ba độc này. Ba độc này có thể hại pháp thân, không thể không cẩn thận, không thể không chú ý. Việc rồi đến nước, xin nguyện chúng sinh trong pháp xuất thế mau sinh tịnh độ. Khi đại tiểu tiện xong rồi, khi dùng nước rửa sạch thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh phải tu pháp xuất thế thoát khỏi ba cõi, mau sinh về tịnh độ. Do đó Di Đà tịnh độ giác ngộ vô sinh, cùng hết sinh tử đồng dứt khổ đau. Phật chế quy định sau khi đại tiểu tiện thì nhất định phải rửa sạch, nếu không thì sẽ chịu lỗi xấu. Nếu không rửa nơi đại tiện thì không thể ngồi trên đồ vật, không thể nhiễu tháp hành đạo, càng không lễ Phật tụng kinh. Rửa sạch hình dơ, xin nguyện chúng sinh thanh tịnh điều nhu, rốt ráo chẳng dơ. Khi rửa hậu môn đồ dơ thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đều thanh tịnh điều hòa nhu thuận, cuối cùng để tất cả lỗi lầm chẳng nhiễm dơ. Dùng nước rửa tay, xin nguyện chúng sinh được tay thanh tịnh, thọ trì Phật Pháp. Khi dùng nước rửa tay thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được tay thanh tịnh. Vì tay thanh tịnh mới có thể lật tụng kinh điển, mới có thể thọ trì Pháp của Phật. Trong kinh có nói, nếu dùng tay không sạch thỉnh kinh thì sẽ được quả báo giỏi trong cầu tiêu. Dùng nước rửa mặt, xin nguyện chúng sinh được Pháp muôn tịnh, vĩnh chẳng nhiễm dơ. Khi dùng nước rửa tay thì nên phát nguyện, xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp môn thanh tịnh, vĩnh viễn chẳng nhiễm bụi bặm dơ bẩn. Vì chúng sinh có 84.000 phiền não, cho nên Phật mới nói 84.000 pháp môn. Mỗi pháp môn đều là pháp môn thanh tịnh, chuyên trị bệnh nhiệt não của chúng sinh, khiến cho thanh lương. Trong kinh Tâm Địa Quán có nói, 84.000 muôn tổng trì, hay trừ hoặc chướng diệt yêu ma. Theo truyền thuyết Ấn Độ, có người tụng kinh Hoa Nghiêm, nước rửa tay hoặc rửa mặt tát lên đất,
Nếu kiến hoặc côn trùng bị nước tưới đến thì lập tức được vãng sinh về cõi trời. Do đó đủ thấy công đức đọc tụng kinh Hoa Nghiêm thật là diệu không thể tả. Bảy nguyện ở trên là nguyện phát ra khi rửa ráy, trừ khử dơ bẩn cho sạch sẽ. Phàm là đốt hương lễ Phật, tụng kinh trì chú đều phải rửa mặt, súc miệng, rửa tay, đó là biểu thị sự cung kính.